Xin chào các bạn, hôm nay là đại lý thiết bị vệ sinh Tuấn Đức. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu vòi sen tắm nóng lạnh của hãng Moen, thương hiệu đến từ Mỹ. Nó có in kèm logo Moen ở trên sản phẩm luôn. Và cái mẫu này có mang cái mã hiệu là 15132H. Cái này là sen tắm nóng lạnh thì nó kèm luôn cả cái vòi xả bồn. Đây, cái này là cái gọi để xả xuống dưới xô này, cái xuống bồn. Và nó có trang bị một cái lớp lưới này nó giúp chúng ta tiết kiệm nước hơn và chúng ta tạo ra bọt khi chúng ta xả. Và cái tay sen của nó được thiết kế khá là mềm mại nhẹ và nó khá là êm. Đây rất là sáng bóng này, rất là sáng bóng. Và hiện tại thì cái mẫu sen 15312H này thì hiện tại thì chất liệu của nó được là bằng đồng thau mạ chrome niken. Và phía hai cái nắp chụp của nó thì nó được thiết kế rất là chắc chắn. Và cái nút giật này thì nó để chúng ta chuyển đổi từ xô đi lên cái tay sen. Nhưng mà giật này thì khi có áp lực nước thì nó mới giữ lại được các bạn. Đây là chưa có áp lực nước. Van cực cù của nó cũng khá là êm mà nó điều chỉnh hai chế độ nước nóng lạnh. Đây là nước nóng và nước lạnh. Thì hiện tại thì cái mẫu vòi sen tắm 15132H này thì đang được bán tại đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Nếu mà quý khách có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website ttm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.